nghệ sĩ ưu tú như Huỳnh đoạt huy chương vàng, liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2024. Hoa hậu cải lương như Huỳnh vừa giành được huy chương vàng tại liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2024 với vở kịch Bà chú vực vông. Nghệ sĩ ưu tú như Huỳnh đảm nhận vai diễn Nguyễn Thị Niên trong vở kịch Bà chú vực vông. Xuyên suốt vở kịch, cô cùng các diễn viên xúc động khi liên tục nhận được những tràng pháo tay. Nữ nghệ sĩ tiết lộ cô đã phải tập luyện rất nhiều ngày để học những câu thoại khó, tìm cách truyền tải được hết cảm xúc của nhân vật. Dù vậy, động lực để Như Huỳnh thêm thăng hoa trên sân khấu chính là sự cổ vũ của khán giả. Nói về việc luôn mang tác phẩm của mình tham gia các liên hoan sân khấu kịch chính thống, Như Huỳnh cho biết tất cả đều là nhờ đam mê và tâm huyết của cô dành cho sân khấu Việt Nam. Chỉ cần được làm nghề và đem thành quả của mình cùng đồng nghiệp cống hiến cho khán giả, tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Tôi hy vọng vở kịch Bà chú vực vông lần này cũng sẽ được khán giả trân trọng, đón nhận, cô nói. Ngoài ra, Như Huỳnh cũng không quên gửi lời cảm ơn đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Tuấn Hải đã giúp cô hoàn thành vai diễn. Sau hơn 3 tháng nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, Như Huỳnh vẫn đang tiếp tục bổ sung các kiến thức chuyên môn để hoàn thiện bản thân. Ngoài công việc, cô cân bằng cuộc sống bằng việc tập yoga và dự định lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Nữ nghệ sĩ đang ấp ủ kế hoạch tạo ra một điểm đến an yên, nhẹ nhàng để bạn bè, đồng nghiệp có nơi gặp gỡ nhau. Như Huỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu dòng nhạc cải lương. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào, Như Huỳnh được nhiều khán giả ưu ái gọi là Hoa hậu cải lương. Cô hiện đang là diễn viên nhà hát Cao Văn Lầu của tỉnh Bạc Liêu. Như Huỳnh được đánh giá cao trên sân khấu cải lương và nhận nhiều giải thưởng lớn. Cô từng giành huy chương vàng tại liên hoan sân khấu thủ đô, huy chương vàng tại liên hoan kịch nói toàn quốc. Năm 2022, cô được vinh danh gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật, nhận bằng khen Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam 2022. Như Huỳnh là một trong số ít nghệ sĩ khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Người đẹp chỉ chăm chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật, sự kiện giải trí. Thời gian qua, Như Huỳnh thường xuyên biểu diễn tại các sự kiện văn hóa, du lịch phục vụ khán giả yêu cải lương như lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, Festival Ninh Bình, Tràng An lần thứ hai. Tháng 3 năm 2024, Như Huỳnh vinh dự được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.